Thời gian quan hệ trung bình bao nhiêu lâu là phù hợp? Thời gian quan hệ là một trong những cái yếu tố quan trọng để tạo nên một cuộc yêu hoàn hảo và giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Không chỉ vậy thì cái việc mà giữ vững phong độ ở trên giường lâu dài nó còn giúp cho anh em thêm phần tự tin khi mà lâm trận. Vậy làm thế nào để duy trì được cái bản lĩnh của phái mạnh? Làm thế nào để chúng ta kéo dài được cái thời gian quan hệ và xác định được cái thời gian trung bình của mỗi lần khi mà chúng ta quan hệ khúc dạo đầu và quan hệ thực sự từ khi mà đưa dương vật vào bên trong là bao lâu để chúng ta có thể tự tin và chuẩn bị tốt nhất cho một cái cuộc yêu hoàn hảo? Và cái thời gian quan hệ bao nhiêu lâu là đủ? Rất nhiều anh em nam giới cho rằng cái chuyện ấy càng lâu thì càng chứng tỏ cái bản lĩnh của đàn ông. Bởi vậy thì không ít anh em tìm cách để chúng ta phá vỡ kỷ lục những cái chiến tích của mình ở những cái lần lâm trận trước. Tuy nhiên thì kéo dài cái thời gian quan hệ lâu hơn chưa chắc đã thực sự tốt và chinh phục được bạn tình của mình. Bởi một cái cuộc yêu được đánh giá là chất lượng thì nó phải có cái sự thỏa mãn của cả hai người. Do đó, tùy vào cái cảm xúc và cái nhu cầu mà mỗi cái thời gian, mỗi cuộc giao ban của quan hệ luôn luôn khác nhau. Và cái thời gian trung bình cho mỗi cái cuộc yêu, cho từng giai đoạn nó sẽ như sau. Cái đầu tiên là khúc dạo đầu, nó thường kéo dài từ 5 cho đến 30 phút là cái thời gian để chúng ta để đánh thức được cái cảm xúc tình dục qua cái việc ôm ấp, vuốt ve. Lưu ý là cái màn dạo đầu thì không nên ít hơn 5 phút các bạn nhé. Vì cái lúc này chúng ta chưa đủ tạo được cái cảm giác hứng khởi cho các bạn nữ giới. Và cũng không nên quá 30 phút quá lâu thì dễ mất cao trào và mất hứng thú. Và cái thời gian quan hệ thực sự là cái thời gian được tính từ khi mà chúng ta đưa dương vật vào bên trong âm đạo cho đến lúc mà chúng ta xuất tinh. Thì cái thời gian này lý tưởng nhất ở cái giai đoạn này nó từ 7 cho đến 15 phút. Và trên thực tế thì cái thời gian mà lâm trận nó có chỉ đạt được trung bình từ 3 cho đến 7 phút. Và cái thời gian này hoàn toàn bình thường. Nó là mức trung bình của rất nhiều anh em hiện nay. Và có thể giúp cho chị em lên đỉnh từ 2 cho đến 3 lần. Và nếu mà cái thời gian lâm trận nó kéo dài trên 15 phút thì được xem là quá lâu. Và cả hai đều khó duy trì được cái trạng thái hưng phấn và có hại cho sức khỏe vì dễ bị tổn thương vùng kín do cái tần suất chúng ta cọ sát quá nhiều, dễ gây viêm nhiễm sau khi mà quan hệ. Tuy nhiên, nếu mà cái thời gian này nó dưới 3 phút thì đây là một cái mốc thời gian được xem là đáng lo ngại các bạn nhé. Những cái nguyên nhân mà khiến cho anh em dễ bị tình trạng xuất tinh sớm, anh em có thể tham khảo một số các cái nguyên nhân. Và nếu mà mình gặp trong những cái nguyên nhân trong dưới đây thì các bạn hãy tránh xa và tìm cách để khắc phục nó nhé. Thứ nhất là do chúng ta lạm dụng cái thói quen thủ dâm và sinh hoạt tình dục không điều độ. Chúng ta thiếu tự tin, quá hồi hộp và quá căng thẳng trước khi mà chúng ta lâm trận. Và không biết cách để kiểm soát và làm chủ được cái cực khoái, đặc biệt là dành cho những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm, mới quan hệ và quan hệ những lần đầu tiên. Và đặc biệt một cái nhóm trường hợp là anh em nam giới ít vận động, lười vận động, ít rèn luyện thể dục thể thao, thường xuyên thức khuya, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các cái chất kích thích là một trong những nguyên nhân mà nó làm cho cái thời gian quan hệ nó bị sụt giảm một cách rất trầm trọng. Và từ cái việc mà xác định được cái thời gian quan hệ trung bình ở khúc dạo đầu và cái thời gian quan hệ thực sự thì anh em hãy làm chủ được cái thời gian của mình, hãy cố gắng duy trì nó ở trong cái mức trung bình và tốt nhất là duy trì từ 5 cho đến 7 phút, không nên quá nhanh và cũng không nên để quá lâu, nó đều ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cái trạng thái thăng hoa của chúng ta. Và nếu còn bất cứ một cái thắc mắc gì liên quan đến các cái vấn đề về quan hệ, những cái thời gian hoặc là cách làm thế nào để tăng cái thời gian quan hệ tình dục, gặp các cái vấn đề về thời gian này, rối loạn cương dương hoặc các vấn đề về suy giảm ham muốn thì có thể là liên hệ trực tiếp và tôi sẽ ở đây để đồng hành và hỗ trợ cùng anh em trên cái hành trình phục hồi sinh lực và tìm lại bản lĩnh phái mạnh. Điểm G của phụ nữ ở đâu? Cách để tìm điểm G để cuộc yêu thăng hoa hơn. Bạn có thời gian quan hệ rất là lâu, rất mạnh nhưng lại không khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Đó là lý do bạn chưa tìm thấy điểm G ở phụ nữ. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Đức Mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Có thể bạn đã từng nghe đến cái điểm G ở phái nữ. Và nếu mà chúng ta kích thích được cái vị trí này sẽ giúp cho chị em đạt được khoái cảm khi làm cái chuyện ấy. Vậy thì điểm G nó nằm ở đâu trên cơ thể của người phụ nữ? Và bạn đã biết cách để tìm được cái điểm G hay chưa? Hãy theo dõi hết cái video này để khám phá cái bí mật nó khiến cho cuộc yêu trọn vẹn hơn bạn nhé. Chúng ta thường nghe về cái hiện tượng lên đỉnh và xuất tinh ở cánh đàn ông. Nhưng mà điều này nó có thể xảy ra ở phụ nữ, có thể xảy ra ở phụ nữ khi đạt được khoái cảm. Lúc này thì cô bé sẽ tiết ra rất nhiều những cái chất bôi trơn
khiến cho cuộc yêu nó trở nên thăng hoa hơn và hạnh phúc hơn. Bí quyết để đưa nàng chơi tới bến như vậy nằm ở điều đặc biệt mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở cái video ngay sau đây. Cái điểm G là một cái vị trí đặc biệt nhạy cảm của người phụ nữ. Nó nằm dọc ở cái đường niệu đạo, ở trên âm đạo. Và điểm này có thể khác nhau ở mỗi người. Các bạn lưu ý nhé, nó có thể khác nhau ở mỗi người. Tuy khác nhau ở mỗi người nhưng mà nhìn chung thì thường là nó ở thành trước của âm đạo, ở thành trước của âm đạo và sau xương mu. Tính từ ngoài, tức là chúng ta tính từ ngoài âm đạo mà đi vào thì nó khoảng tầm 4cm là chúng ta có thể chạm được vào cái điểm G một cách dễ dàng. Và khi điểm G nó được kích thích đúng cách, nó sẽ giúp cho chị em đạt được cái cực khoái khi mà chúng ta giao hợp. Và cái cuộc yêu nó có thể thăng hoa hay không là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái điểm G này. Tuy nhiên đến nay thì cái điểm G nó vẫn còn là một cái bí ẩn, bởi có đến hơn 50% chị em phụ nữ không tự xác định được cái điểm G của mình nằm ở đâu trên cơ thể. Và đến các chị em phụ nữ cũng không hiểu nổi là mình như thế nào, thì các anh em hoàn toàn chúng ta rất khó để chúng ta xác định và áp dụng được cái phương pháp này một cách hiệu quả. Thì sau đây là cái cách mà chúng ta xác định nhé. Anh em hãy sử dụng cái ngón tay này, cụ thể là ngón tay trỏ hoặc là cả hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa, để chúng ta đưa vào bên trong của cô bé, đưa bên trong của cô bé. Sau khi đã đưa vào bên trong được khoảng tầm 4cm thì cái ngón tay ở chính giữa chúng ta sẽ cứ tư thế móc lên trên và bạn sẽ chạm được vào cái vùng mô mềm ngay sau xương mu, và điểm G nằm tại vị trí này hoặc là sâu hơn tùy theo cấu trúc của mỗi người. Bạn có thể lặp đi lặp lại cái hành động này, đẩy và rút ngón tay nhằm trà sát và kích thích cái điểm G. Nếu tác động này khiến cho bạn tình cảm thấy hưng phấn và thỏa mãn hơn thì bạn đã tìm được chính xác cái điểm G rồi bạn nhé. Hãy làm theo cái cách này, hãy xem lại cái video này và làm theo cái cách này để tìm được chính xác cái điểm G. Và bạn nên thay đổi cái mức độ thao tác này từ chậm đến nhanh. Nhớ nhé, từ chậm đến nhanh, chúng gia tăng về số lần thực hiện cho đến khi mà cô bé bắt đầu có biểu hiện co giật. Đây chính là lúc mà bạn tình đang thực sự hưng phấn. Và anh em thử áp dụng và quan sát xem có đúng hay không nhé. Một cái lưu ý này, một cái lưu ý trước khi mà chúng ta tìm cái điểm G là các bạn hãy cắt tỉa móng tay sạch sẽ. Chúng ta hãy cắt tỉa móng tay sạch sẽ, gọn gàng. Và không nên kích thích quá mạnh, quá thô bạo để tránh làm tổn thương hay là tăng cái tình trạng bị viêm nhiễm các bạn nhé. Cái việc mà chúng ta tìm được chính xác cái điểm G nó khá là đơn giản, phải không các bạn? Đặc biệt là anh em nhé, anh em hãy lưu ý để tìm chính xác được cái điểm G của bạn tình của bạn. Và đơn giản mà hiệu quả cao, tăng cái chất lượng cuộc yêu, mà ngại gì chúng ta không thử một lần để xem nó như thế nào. Và nếu mà bạn đã rõ được cái cách mà chúng ta tìm điểm G của người phụ nữ thì hãy để lại những cái comment và những cái nhận xét nhé. Nếu bạn còn bất cứ một cái vấn đề thắc mắc nào thì hãy cho chúng tôi biết cái điều mà bạn đang thắc mắc. Hãy comment, hãy bình luận cái tình trạng của bạn, tôi sẽ giúp bạn. Và đừng quên là chia sẻ cái video này tới ai đó nếu mà bạn muốn tốt cho họ, bởi vì đây là một trong những cái điều quan trọng để giúp cho cái chất lượng cuộc yêu nó thăng hoa hơn. Và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi thêm những cái thông tin hữu ích về sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.